Ayo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp tựa game Onsa Tower Defense nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái cặp đôi. Cặp đôi này mình sẽ đặt tên nó là cặp đôi tứ hoàng thế này mà. Tại mình thấy cặp này nó cũng không sấm sét lắm, thế nên là mình cũng không nghĩ đây sẽ là một combo hay này mà. Mà bù lại thì đây là hai cái unit tứ hoàng mà có cái skill mình thấy là pro VIP nhất ở trong game này. Thì để nói cho anh em sơ mà hai unit này, con Big Mom này thì bây giờ anh em sẽ không kiếm được nữa, nhưng mà nó có cái khả năng là khi mà up max cấp á, anh em sẽ quay ngược được thời gian lại quay ngược mấy con quái là một tí đó. Nó cũng na ná con Zonova 6 sao đó anh em, nhưng mà đừng cái nó xịn hơn là nó có nhiều đam hơn và nó đam khủng hơn. Con râu trắng này thì cái tuyệt chiêu nó thì nó sẽ chịu hồi ra được những ba cái sóng thần với cái lượng đam là khoảng 120% của anh bạn này đấy. Thì nói chung là nếu mà max boost thì chắc được cũng sẽ khoảng là 17 18 triệu anh em ạ. Và lượng đam cũng khá là ổn áp và sức mạnh của râu trắng thì nó cũng rất là kinh, thế nên là khi vác hai con này vào đội hình nó sẽ là một cái gì đó rất là đặc biệt đấy. Nhưng mà bị một cái là dính tiền anh em ạ, thì anh em hãy cùng coi thử coi là mình sẽ xử lý cái tình huống này như thế nào nha. Thì ok, let's go thôi nào. Bạn cần một dịch vụ kèo hơi, một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robot. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Rồi thì ở hiện tại là mình đang ở cái quay 4 gần 40 nha các bạn ạ. À. Tại máy mình đợi cái lượng tiền nó lên một tí, với lại là hiện tại là mình đang đi cái ải normal, thế nên là quái nó cũng hơi yếu. Đấy, mình đi cái ải normal là như thế nào? Bởi vì mình muốn là cái lượng tiền mình nhiều một xíu để mình đặt nhiều nhiều quân ra. Đấy, để mình có thể up max mấy con này. Tức là thằng em mình thì nó không có đem quá là nhiều farm, thế nên là cho cái normal này để anh em mình nó có thể up được cái con râu trắng này nó cứng cáp xíu. Râu trắng thì anh em cứ đem nhiều đi, lệch cấp nó cũng không sao đâu. Bởi vì râu trắng cái skill nó đâu có bị chồng giống con râu chơi đâu, nên là anh em không cần phải lo. Ở đây thì Big Mom mình max cấp, còn con râu trắng mình cũng cấp 100 năm mấy, nó cũng gọi là ổn áp để chúng ta sử dụng anh em ạ. Rồi, ở đây thì thằng em mình có hai con silo, bỏ qua vấn đề đi ha. Bây giờ chúng ta cùng đặt những cái unit ra và cho anh em coi cái skill của nó như thế nào. Đấy, skill của Big Mom thì chắc là mình múa đây anh em cũng không có hiểu vấn đề đâu, tại vì nó khoan để mình coi cái. Con mày úp cho anh coi thử một con râu trắng để coi là cái rank nó tới mức nào em. Nào, để anh em mình úp một con râu trắng, tự mình quên mất là con râu trắng là rank nó được bao nhiêu. Đó, để anh em mình úp lên max cấp cho mình coi. Râu trắng thì khi mà có cái up rank nó sẽ lên được là nó lên được nhiêu 110, tức là cái con này ganh khởi đầu của nó là cái rank khởi đầu của nó chỉ có 50 thôi, gắn thêm up là được sắp 5. Vậy là nếu mà tính ra là khởi đầu của nó, nếu mà up max cấp mà không có up á, nó chỉ được có 95 thôi, khá là tù túng. Nên là mình phải kêu anh em mình nó phát theo cả cái con up rank nữa mới được cái này mà. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng up một cái con râu trắng lên cho anh em coi nha. Thì chiêu của râu trắng thì đấy đơn giản thôi, chỉ là triệu hồi một cái sóng thần ra với cái lượng đam mà như mình đã nói. Đâu, boost rank lên coi thử coi là con râu trắng nếu mà đặt ngay đây thì nó có chuẩn hay không em. Đấy, khi boost rank lên thì con râu trắng là đứng ngay vị trí này, nó sẽ có thể gần như là bao quát được cái toàn bộ map này, rất là ổn map cho việc phòng thủ luôn. Và tốc đánh của râu trắng nó cũng không phải là quá lâu, chỉ có khoảng 7 giây thôi là đấm được lần. Đấy, AOE thì cũng to. Hiện tại là không có quái bay, thế nên là râu trắng có thể nói là một trong những cái unit mà có thể quẩy tung hoành ở trong mà cái những cái ải trận này. Thì lúc trước mình có coi ở trên mà YouTube ấy, mình coi trên Facebook chứ, mình thấy là có mấy bạn Việt Nam ấy đi leo tới Infinity và ấy sử dụng con râu trắng khá nhiều. Hình như là mình thấy là hình 24 con râu trắng bạn ở ngay vị trí nè, bạn bút đam lên, bút rang lên đó, để râu trắng đứng đây thủ. Thì mình chả biết là con râu trắng để đây thủ nó có thể đánh được tới đâu, nhưng mà nếu mà ngay đã đặt ngay đây thì chắc chắn là ngay đây nó cũng là một vị trí mà cứ điểm để bạn ấy sử dụng phải. À, nếu mà đặt ngay đây mắt bút lên thì nó cũng có thể quánh được ngay vị trí này. À, tính ra là bạn ấy tính toán cũng chuẩn đó chứ, không phải tự nhiên bạn ấy leo lên được cái quay cao như vậy. Hình như mình thấy là mấy bạn Việt Nam là leo top là chỉ thua tầm một hai quay thôi, nên mà chắc là còn thiếu cái kỹ năng mà boost silo với không phải silo mà là tam shop nó hơi yếu thôi. Chứ mà bạn ấy mà rèn luyện thêm chắc là có khả năng là sẽ leo lên top một ngày đó đó. Rồi, bỏ qua vấn đề đi, bây giờ chúng ta hãy cùng tới với con Big Mom nha. Big Mom thì như mình đã nói, skill của bạn ấy sẽ là gọi là sao nhỉ, đẩy mấy con quái quay ngược về cái thời gian cũ, nếu như là cái tuyệt chiêu của Zonova đấy. Rank của Big Mom thì được một cái là nó sẽ xịn hơn cái anh bạn râu trắng này, nhưng mà đặt ngay đây thì khi mà max boost nó vẫn có thể bao quát được map hết. Điều đó có thể giúp cho mình có được một cái skill mà nghe đẩy ngược mấy con quái về full map luôn em ạ. Đấy, đấy là cái điểm mạnh của Big Mom này. Và quan trọng hơn là Big Mom này nó vẫn có đam anh em ạ. Đam nó hơi gọi là khi mà xoắn cái râu trắng này nó hơi tù thôi, chứ thật sự là con Big Mom này là một trong những con mà rất là ổn áp ở cái thời điểm ra mắt. Chứ con Big Mom này á, nó
trước khi mà ra mắt con Roacher, anh em ạ, con Bigmom này là một trong những cái mà best unit, gần như là unit mà anh em cần phải có khi mà leo tới VT luôn. Còn khi mà ra Roacher rồi thì cái sức mạnh của Roacher nó hơi bị áp đảo so với con Bigmom này, vừa có xuất huyết mà vừa đến được quái bay đó. Con Bigmom này thì đã bị thua thiệt so với con Roacher khá nhiều đấy, nhưng mà thôi bây giờ cứ vác vào cho anh em coi thôi, chứ mà con rau trắng này với con vua hải tặc này anh em coi nó nhàn quá rồi. Cứ coi cặp này đi cho nó xịn anh em ạ. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trình diễn cái bộ kỹ năng của rau trắng và cái con Bigmom này, thử coi là chúng ta có thể lết được đâu. Thì bây giờ mình sẽ đặt những cái unit này ra và tua nhanh tốc độ bắn đấu nha anh em ạ. Với cái sức mạnh của rau trắng này thì mình nghĩ là cái việc mà lết lên quay 100 ở trong Infinity Normal là một cái việc rất là đơn giản thôi. Đó là mình sẽ tua nhanh tới cái đoạn là mình thủ ở cái quay mà 80-90 đó cho anh em coi nha. Chứ ở những quay này thì nó hơi gọi là ao trình quá so với con rau trắng này. Rồi, let's go thôi. Ok. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun land. I don't ever want to leave. We'll be right back.
3 days later. Rồi, thì hiện tại là mình đang ở quay thứ 91 các bạn ơi. Và mình đã up được 7 con Bitmer mát cấp. Thì một con thì mình ngỡ up mình mát anh em mà sao mình thấy mình up chó quá. Mình mới bắt đầu sử dụng mấy con râu trắng này để mình up lên. Đấy, thì bây giờ có nhiều tiền thì gắng sử dụng từ chiêu râu trắng đi anh em. Để cho chúng ta bắt đầu có lượng đam hợp lý là vừa đấy. Bây giờ thì sử dụng từ chiêu râu trắng này nó thật cũng hơi trễ. Chắc là tầm 85 chúng ta bắt đầu dùng là ổn các bạn ạ. À. Bởi vì khi mà cái sóng thần nó bắt đầu mà nó chạm vào người của mấy con quái á, lúc đó cái tuyệt chiêu của mình nó cũng vừa hồi luôn, chúng ta sẽ được thêm một ít đam. Đấy, thì đúng ra là như vậy. Rồi bây giờ thì thằng em mình với mình sẽ bắt đầu spam những cái tuyệt chiêu ngay. Ôi có một con quái nó chạy khá là sâu nhưng mà không sao. Mình sẽ có sử dụng cái tuyệt chiêu Big Mom cho anh em coi nhé. Đây là một tuyệt chiêu rất là bá, tại vì nó thứ nhất là cái rank nó to anh em ạ. Và thứ hai nữa là ôi bà mẹ nó mới sử dụng tuyệt chiêu xong bây giờ cái rank nó hết anh em ạ. Boost rank hết. Đâu đợi anh em mình nó boost đam boost rank đầy đủ lại xong bấm tuyệt chiêu cho anh em coi. Đây. Hay mình xài hơi nhiều chiêu nè. Đấy thì khi mà bây giờ nè anh em, đó, cái rank nó đã bao hết map nè. Khi mà chúng ta sử dụng tuyệt chiêu á thì mấy con quái này sẽ bị giật ngược lên hết. Con này đã bị giật ngược rồi thì nó sẽ không, ui sao xui dữ nhờ. Và mẹ nó mỗi lần mình bấm chiêu là nó lại hết búp rank nhờ. Cây vãi ra hai lần rồi đấy. Thôi cũng không sao đâu, mấy con quái này nó cũng không cứng lắm nên chúng ta cũng không cần phải lo về cái vấn đề đâu. Để mình up râu trắng tiếp. Hiện tại là chúng ta đang được là đâu để mình coi. Được max 8 Big Mom và hai con râu trắng tàn tật mình chưa up lên max cấp nha. Rồi, cứ từ từ thôi, không phải vội đâu. Bởi vì mình vẫn còn thời gian để chúng ta up lên thêm mà. Đấy, thằng em mình thì râu trắng nó cấp không được cao cho lắm. Thế nên là không có lên được mà nó lượng đam nó xài dụng nó không ngon lắm. Nhưng mà 80 là vẫn ổn rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Đấy, thì ủa sao một số con nó bị lùi, còn một số con không bị lùi ta. À, những cái con mà nó không lùi đó là những cái con đó là nó đã bị dính skill từ trước nha các bạn. Đấy, rồi bây giờ thì những con quái đang chèo nhà của chúng ta. Mình đã sử dụng được tuyệt chiêu lại anh em, nên là cố gắng xài chiêu nha. Đây, để mình giảm hit 2 lại cho anh em mình nó vừa boost dam nó vừa skill được chứ không thôi nó nhiều cái thông tin cùng lúc mình sợ nó bị chết nó dễ đập nó chết nữa anh em ạ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu cho anh em coi. Đấy, đợt sống thần thì có thể là nó nhiều anh em ạ, nhưng mà lượng dam nó cũng không được bao nhiêu đâu. 16 triệu dam mà cứ cho là chúng ta được khoảng 30 đợt đi, cũng được có 300 triệu máu thôi. Và con quái đây cũng 400 triệu máu rồi, thậm chí mấy con ngoài sau này còn có cả tỷ máu, 2 tỷ máu mà. Đó là cái việc mà cái sống thần này nó gây dam ở late game là nó không được bao nhiêu hết. Nhưng mà khi mà chúng ta mà chơi mà ba người mà leo top này mà lên tầm cái quay cao ấy thì sử dụng tuyệt chiêu này nó lại kiểu là một cái cách mà bồi thêm sát thương của con râu trắng này rất là tốt. Đấy, một tuyệt chiêu mà gọi là hỗ trợ là cũng đúng đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta có được lượng sát thương ổn áp. Đấy, thì mình nghĩ là cái con râu trắng này thì nếu mà được thì anh em cứ up nó lên max cấp đi. Bởi vì con này thì cái sức mạnh của nó cũng khá là ngon, không có thua râu chơi là bao đâu. Râu chơi thì mạnh ở trong những cái trận đi ải nè, hay là đi những cái trail, red các kiểu đồ. Còn cái này thì khi mà đi vào Infinity thì cái sức mạnh của nó sẽ được đẳng cấp hơn con râu chơi. Đấy, là như vậy. Rồi, bây giờ thì skill vẫn chưa hồi, không biết là còn gì để mình dùng không nhờ. Để mình coi. Đây, còn thì chiêu của Big Mom nè. Đấy, skill quyết mâm thử cho anh em coi. Đó. Một số con nó sẽ bị lùi lại gần như là full map đó. Nếu mà mình sử dụng nó kỹ xíu là toàn map nó sẽ bị đi lùi nữa. Nhưng mà đáng tiếc là mình không có kỹ nên là nó bị như vậy. Ui còn hai con nữa là còn một tí nữa thôi chúng ta lết lên được quay 100 rồi. Đáng tiếc là không thể lết lên nổi này mà. Thì ok, đội hình của chúng ta chắc là phải dừng chân tại cái quay thứ 99 này thôi. Đáng tiếc là cái đội hình nó không lết lên được quay 100, hơi bị chán thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao, nếu mà thằng em mình nó được nhiều farm hơn xíu như là up cấp cao cao xíu là ngon rồi. Thì anh em nào mà có cái tưởng làm video đừng quên để bình luận cho mình sẽ cố gắng làm nó sớm nhất có thể nha anh em ạ. Còn giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng chữ khác. Giờ thì bye bye.